Công nghệ sinh học hiện đang là một trong những ngành nhận được sự quan tâm theo học của đông đảo học viên, sinh viên bởi nhu cầu cao về nguồn nhân lực cùng mức lương hấp dẫn sau khi ra trường. Năm 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức tuyển sinh ngành công nghệ sinh học hệ chính quy theo hai phương thức xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét học bạ, gồm 3 tổ hợp xét tuyển B00, A00, D07 với tổng chỉ tiêu là 150 sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học tại Trường Đại học Mở Hà Nội được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để làm việc trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, lĩnh vực y dược, kỹ thuật viên xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, sinh học phân tử tại bệnh viện, lĩnh vực môi trường, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, lĩnh vực kiểm định và quản lý chất lượng ngành. Ngoài cơ hội việc làm rộng mở, sinh viên theo học ngành công nghệ sinh học tại Trường Đại học Mở Hà Nội còn được học tập và phát triển trong môi trường năng động, nhiệt huyết với sự quan tâm, định hướng của các giảng viên, chuyên gia uy tín trong nghề. Mức học phí phù hợp cùng nhiều học bổng hấp dẫn, đặc biệt là các học bổng du học nước ngoài, cơ hội thực tập hưởng lương tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel. Được tham gia các cuộc thi học thuật đa dạng, hàng chục câu lạc bộ chuyên ngành và sở thích giúp sinh viên thỏa sức sáng tạo, rèn luyện. Hãy đến với ngành công nghệ sinh học Trường Đại học Mở Hà Nội để trải nghiệm những điều thú vị. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ website tuyển sinh.hou.edu.vn, fanpage chính thức của trường hoặc liên hệ qua hotline 024-6297-4545, 024-6297-4646.